dài ba. Bóng găm thẳng vào đúng ngày một. Sẽ là danh sách ra sân của cả hai câu lạc bộ như sau. Bên phía Nhân Dân Trẻ Bắc Cạn, có thủ thành mang áo số 1 Huy Thành, số 6 Ngọc Chiến, số 8 Ngọc Cẩm, số 10 Ngọc Tú, số 11 Trường Quân, số 13 Vũ Hoàng, số 15 Văn Thiệp, số 18 Ngọc Sáng, số 20 Hoàng Giang, số 23 Thế Đạt và số 66 đó sẽ là Việt Bắc. Bên phía câu lạc bộ Nhân Dân Trẻ Bình Định FC, họ sẽ có số 1 Văn Hiền, số 2 Trí Thức, số 3 Cao Tùng, số 4 Hồng Quý, số 5 Gia Cắn, số 6 Thanh Liêm, số 7 Trí Hùng, số 8 Như Hảo, số 9 Tân Hải, số 10 Hoàng Nam và số 11 đó sẽ là Quốc Tuấn. Câu lạc bộ Nhân Dân Trẻ Bình Định sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn nhỏ chúng ta với bộ trang phục áo xanh ngọc và quần màu xanh lá. Bình Định đội hình của bộ là một đội hình đều ở các tuyến. Ta có thể thấy thì Bắc Cạn đang dồn toàn lực để tấn công đang là nhiệm vụ của họ cho đến lúc này. Ở đây có vào cơ hội cao rồi quý vị ạ. Liêm. Lúc này thì đội bóng Bình Định đang là những người tấn công nhiều hơn so với các cầu thủ bên phía Bắc Cạn. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng ở ngay phút thi đấu thứ tư. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại xem ai đã là người lập công từ một quả sút phạt. Bóng găm thẳng vào đúng ngay một góc rất khó. Tỷ số là 1-0 nhìn về phía Bình Định. Đường chuyền dài lên phía trên rất nguy hiểm, thủ môn bên phía câu lạc bộ Bình Định đã phải sử dụng giải pháp an toàn, đó chính là đấm bóng và giải nguy. Một bầu không khí thực sự là có rất nhiều cầu thủ ao ước được chơi một trận cầu trong bầu không khí như thế này. Hình đá biên đến từ Ngọc Cẩm, đá đầu và rất đông đảo các cầu thủ của cả hai đội trong khu vực vòng cấm. Phạt góc tiếp theo thuộc về đội bóng Bắc Cạn FC. Đội bóng sở hữu những cầu thủ có thân hình to cao thì bóng bóng chắc chắn sẽ là rất mạnh. Tiếp tục là quả phạt góc. Mới phút thi đấu thứ 8 chưa qua thôi nhưng trận đấu. Thanh Liêm
Quốc Tuấn. Lại một đường chuyền dài lên phía trên. Có lẽ rằng lúc này mình nên nghĩ đến việc phòng thủ nhiều hơn so với tấn công. Bóng lại nằm gọn trong tay thủ môn bên phía câu lạc bộ. Nguy hiểm đầu tiên và các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bắc Cạn tạo ra. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Nếu như đó là một tình huống mà anh ta chạm được vào bóng thì Bắc có lẽ rằng Bình Định họ sẽ có được bàn thắng nữa hay sao? Bóng qua Tử Thiên không vào. Thêm một cơ hội nữa. Trận cầu của chúng ta ngang tài ngang sức. Ngày hôm nay thì Huy Toàn đã làm hai trận cầu mà các trận phải bước đến lần đấu súng luân lưu rồi. Điều rằng trận này có diễn ra như vậy hay không, nhưng Bắc Cạn họ vẫn đang rất khó khăn để có thể tìm kiếm lấy bàn thắng. Còn Bình Định thì đang dồn dập tấn công để gia tăng thêm cách biệt lúc này. Hải Chiều mở cánh khá thoáng, cú đá hay cho vào. Những chủ tịch đoàn, những huấn luyện viên, những người hâm mộ có mặt tại sân để cổ vũ cho cả Bắc Cạn lẫn Bình Định. Xin chào hơn 100 quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trận thi đấu giữa Dân Dân Trẻ Bắc Cạn và Dân Dân Trẻ Bình Định trong trận chung kết ở hạng chiên. Đây rồi, không có tình huống phạm lỗi. Ngay sau đó thì nhận thấy câu lạc bộ Bình Định không được hưởng quyền lợi thế, trọng tài đã thổi còi. Cứ đi mà các cầu thủ Bình Định có thể phối hợp hoặc dứt điểm thẳng để tạo nên bàn thắng thứ hai và nới lỏng lợi thế. Hãy cùng xem Bình Định sẽ phối hợp như thế nào đây. Ở trong quả đá phạt trước đó thì họ đã thực hiện thành bàn. Điều chiến cho vào. Và đang tiếp cho tôi vừa rồi, đúng bóng vừa rồi. Sự là rất toáng cho cầu thủ dứt điểm. Nhưng cú đá của anh ta có phần hơi hiền. Vẫn lại là một tình huống phạm lỗi. Trái. Nhưng bây giờ thì đang có hai cầu thủ chân phải đứng trước quả bóng. Vẫn lại là một tình huống phối hợp. Không vào. Quả bóng đã tìm đến cột dọc không thành. Một sự đen đuổi đã đeo bám các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Định. Cơ hội tiếp theo. Không vào. Đó là một quyết định treo bóng chứ không phải là một cú sút nhảy. Càng lên để tấn công. Một không. Đó không phải là một cách biệt an toàn. Cách biệt này nó có thể bị san bằng bất cứ lúc nào nếu như không tập trung. Cũng đã rất hay để bước vào được một trận đấu chung kết thì họ không ngại bất cứ một đối thủ nào, kể cả là Bình Định. Suốt cày một quả đá từ rất xa với cự ly khoảng trên 20 mét. Đó là một cự ly mà các thủ môn có đủ thời gian để có thể phản trả.
phía sau. Một trận đấu thứ 20, hiệp 1 của chúng ta còn lại khoảng 5 phút. Đội sân còn lại thì họ đang bước đến những trận chung kết thứ 2 rồi. Chúng ta còn một trận đấu cuối cùng nữa. Hai câu lạc bộ Sacombank và các cầu thủ Bến Tre, hai đội bóng xuất sắc nhất giải đấu này, giành đấu cúp voi vàng rồi. Có ba cầu thủ bên phía Bình Định mang lên những không vượt qua được sự che chắn của một hậu vệ bên phía Bình Định. Câu trả lời ngay lập tức của Bình Định, rồi đó là câu trả lời ngay lập tức của Bắc Cạn. Và như vậy trọng tài cũng đã nối hồi còi để khép lại những diễn biến tại hiệp thi đấu thứ nhất. Nhân dân trẻ Bình Định trận thi đấu chung kết trận cúp hạng chuyên tại giải bóng đá nhân dân trẻ toàn quốc năm 2022. Rồi sau khi kết thúc hiệp 1 thì câu lạc bộ nhân dân trẻ treo bóng ra phía sau hàng thủ của Bình Định. Bắc Cạn đã có những tình huống tấn công ngay từ những phút ban đầu không vào của đối phương, về đến khung thành đội nhà để cản phá. Đá đâu của Bắc Cạn lúc này vẫn chưa thực sự rõ ràng. Họ sử dụng tất cả những gì đã được tập luyện trước đó để tạo nên bàn thắng, nhưng nó vẫn chưa thành công. Đây rồi, không vào. Bóng đã tìm cơ hội trước đó mà Bắc Cạn đã tạo ra, cú đá đất. Chuyền dài ba, sự vỡ dành cho người hâm mộ của câu lạc bộ Bắc Cạn. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì họ cũng đã được đền đáp bởi bàn thắng vừa rồi. Đã có thể thấy thì niềm thăng hoa đã được thể hiện rõ ràng như thế nào. Bàn thắng đã đưa trận cầu này trở về mặt xuất phát. Nú lộn xộn và đó là cú đánh đầu ngược của Vũ Hoàng. Tiền đạo to cao bên phía sân nhà trẻ Bắc Cạn đã phát huy được tác dụng trong tình huống bật cao vừa rồi. Bây giờ thì cả hai đội sẽ phải làm lại từ đây. Là Vũ Hoàng, hai bàn thắng liên tiếp được diễn ra chỉ trong vòng khoảng 1 phút mà thôi. Một kịch bản y hệt nhau. Bàn thắng trước, cảm xúc của người hâm mộ được dâng cao. Một cú đánh đầu ngược quá đẳng cấp. Đây sẽ là số 6 Thanh Liêm. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho Bình Định. Vừa rồi người chơi hay nhất trong tình huống đó là thủ thành bên phía Bắc Cạn. Rất hay của Thành Liêm, nhưng người chơi tốt hơn đó chính là chiếc bóng điểm rời lại tiếp tục hướng đến vị trí cái đầu của Vũ Hoàng. Thắng vào hồi hộp. Rất nguy hiểm. Chiếc bóng nguy hiểm. Câu vào. Vậy trọng tài quyết định là không có tình huống phạt góc dành cho câu lạc bộ Bắc Cạn. Đây được xem như là tình huống bóng cuối cùng của Bình Định rồi.
Cơ hội không vào. Một cơ hội đây Tuấn Lợi đã bị bỏ lỡ. Vẫn còn thời gian. Quá căng thẳng và hồi hộp cho những giây thi đấu cuối cùng này. Biết đâu sẽ có một phép màu hay sao. Đã nằm gọn trong tay thủ môn bên phía Bắc Cạn. Còn và như vậy là hết giờ. Bắc Cạn đã lên ngôi vô địch trong một trận đấu đầy căng thẳng trước các cầu thủ Bình Định. Xin chúc mừng cho đội bóng Chân Thiên Trẻ Bắc Cạn. Họ đang ăn mừng với một thời tiết trời mưa. Những người của các cổ động viên đã đóng góp không nhỏ vào kết quả giành được chiến thắng của vị vô địch này của câu lạc bộ Bắc Cạn. Một lời chia buồn đến các cầu thủ Bình Định đang không may và thất bại trước một trận đấu quan trọng như thế này. Cảm ơn các quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi cho buổi phát sóng từ Ekip của Lâm Đồng chúng tôi. Thành công.